Thưa quý vị, chiều nay phiên xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội kết thúc phần tranh luận. Trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, các bị cáo được phép nói lời sau cùng. Trong lời nói sau cùng trước tòa, tất cả 27 bị cáo đều trình bày đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gửi lời xin lỗi tới gia đình 3 chiến sĩ công an đã hy sinh, đồng thời thể hiện sự ăn năn, hối lỗi, được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật để có cơ hội sớm trở về làm công dân tốt. Bị cáo Lê Đình Trước, người cùng cháu mình là Lê Đình Doanh đổ xăng, châm lửa khiến 3 cảnh sát hy sinh vào đêm ngày 9 tháng 1, đã gửi lời xin lỗi gia đình 3 chiến sĩ công an đã hy sinh, mong muốn được tha thứ. Cho dù là bị cáo sau này có được sống trở về hay là bị cáo phải chết, thì bị cáo vẫn mong muốn gia đình của 3 chiến sĩ sẽ tha thứ cho bị cáo, để bị cáo, lương tâm bị cáo sẽ được thanh thản phần nào. Bị cáo Lê Đình Công cũng mong được hưởng khoan hồng, xin tòa án chuyển tội danh cho mình từ giết người sang chống người thi hành công vụ với mức án nhẹ hơn. Bị cáo Lê Đình Doanh, con của Lê Đình Công, thừa nhận quá trình tạm giam đã nhận rõ tội lỗi, xin hội đồng xét xử cho hưởng khoan hồng để sớm được trở về với vợ con, trở thành công dân có ích. Lê Đình Doanh cũng đề nghị các luật sư không cần bào chữa cho mình nữa. Trong suốt thời gian bị cáo bị tạm giam, cũng được sự quan tâm và giáo dục của cán bộ, bị cáo nhận rõ hành vi tội lỗi của mình đã gây ra. Và đến lúc này, bị cáo cũng xin cảm ơn các luật sư đã bảo vệ quyền lợi cho bị cáo. Và bị cáo cũng xin được dừng, không cần người bảo chữa cho bị cáo nữa. Cuối cùng, bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng. Bị cáo Bùi Viết Hiểu thừa nhận hành vi của mình là sai trái, nhưng xin được hưởng lượng khoan hồng. Bị cáo nhận thức thấy rằng là mọi hành vi và sai phạm vừa qua là bị cáo thấy rất là đúng, và bị cáo rất ăn năn hối lỗi. Xin quý tòa cho phép quý ta bị cáo được hưởng sự khoan hồng của nhà nước. Bị cáo Nguyễn Quốc Tiến thừa nhận đã mua lựu đạn, xăng để chống đối cơ quan công an theo chỉ đạo của Lê Đình Công, đồng thời thể hiện sự hối hận về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cũng chỉ giống như các bị can khác đã bị tổ đồng thuận lôi kéo và kích động bị cáo, nên bị cáo ngày hôm đấy bị cáo mới có mặt ở đấy, và bị cáo cũng không ngờ xảy ra sự việc như vậy. Như vậy, nay bị cáo thành tâm sám hối, bị cáo xin quý tòa, quý viện xem xét và giảm nhẹ tội, mức hình phạt cho bị cáo xuống được chống đối thi hành người công vụ, để bị cáo sớm được trở về với gia đình, với xã hội. Trong lời nói sau cùng, 7 bị cáo đã từ chối luật sư tiếp tục bào chữa cho hành vi phạm tội đã rõ ràng, gồm Lê Đình Doanh, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Thị Loan, Đào Thị Kim, Trần Thị Phượng và Nguyễn Thị Bét. Riêng bị cáo Bùi Văn Tiến còn đề nghị hội đồng xét xử không trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Ngày mai, hội đồng xét xử bắt đầu nghị án và dự kiến sẽ tuyên án vào chiều thứ Hai, ngày 14 tháng 9.